Xin chào các bạn, trước mắt quý vị đây là một chiếc Kia K2000S 4WD. Đây là một chiếc xe Kia hai cầu nha các bạn. Đây là cái mẫu xe mà bên mình lần đầu tiên tiếp xúc với cái chiếc xe này. Tuy rằng thì cái kết cấu động cơ cũng như là phía bên trong nó cũng hoàn toàn như những cái dòng Kia khác thôi. Khoảng qua cái dòng này nó dòng 5 chỗ và nó có thiết kế hai cầu nha các bạn. Còn cái phần bảo dưỡng động cơ thì hoàn toàn giống. Thì đây các bạn sẽ thấy là bên mình sẽ thay cho anh khách hàng này cả lọc dầu và lọc nhớt chính hãng nha các bạn. Đây các bạn thấy đây là lọc dầu 4H900. Cái lọc dầu này là loại tốt nhất trên cho những cái dòng xe tải Kia cũng như Hyundai. Đây là cái lọc nhớt chính hãng nha các bạn. Tem Mobis đàng hoàng nha. Và cái chiếc xe này thì anh chủ xe ảnh gắn một cái dàn âm thanh rất là đậm, rất là mắc tiền nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy cái dàn âm thanh của cái chiếc xe này. Anh chủ xe anh rất là chịu chơi nha. Đây các bạn thấy toàn độ xịn sò không đó. Do cái video này mình không thể đưa cái âm thanh này vào trong video được. Nên nếu mà mình có thể đưa được thì các bạn sẽ thấy âm thanh nó nghe rất là trong nha. Anh chủ xe này rất là ăn chơi luôn. Và các bạn thể thấy cái dàn âm thanh của anh. Đây là cái dàn bass của nó đây. Các bạn mở dưới ghế này. Đấy các bạn thấy dữ dằn không? Đó. Chiếc xe này anh chủ xe trang bị tận răng luôn các bạn nha. Đó dàn âm thanh nghe là đã luôn á. Tại vì mình không thể mở âm thanh lên cho các bạn. Bởi vì sẽ bị bắt bản quyền ha. Đó. Bên mình sẽ vệ sinh toàn bộ cái chiếc xe này. Bao gồm đây là vệ sinh bô, bầu lọc khí thải, các cái van EGR cũng như là hệ thống họng gió ha. Và cái chiếc xe này đã chạy trên 100.000 cây số rồi, các bạn hãy nhìn thấy cái bầu lọc khí thải của nó này. Như vậy thì nếu mà chúng ta đạp tốc ga lên á thì khói đen ra rất là nhiều nha. Các bạn có thể thấy cái lượng khói đen ở trong cái bầu lọc khí thải của nó cũng tương đối là nhiều đấy. Tuy là nó chưa bị tắt thôi chứ cái dạng này khi mà các bạn đạp ga lớn chắc chắn là nó sẽ có khói. Và cái xe này thì không gian phía trong làm rất là rộng rãi thoải mái nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái anh thợ bên mình anh đang mở cái nắp của cái phía trên máy ra. Và đây bên mình sẽ thay thế cái lọc dầu diesel nha. Đó, đầu tiên là các bạn cứ rút cái giắc điện của cái cảm biến báo nước trong dầu ra. Sau đó bạn rút các cái giắc ống dầu ra khỏi cái chiếc ống dầu của nó. Đó các bạn thấy chưa? Nó có tất cả là ba cái giắc ống dầu nha. Ba giắc ống dầu, một giắc điện. Đó, bạn tháo hết ra. Thì cái chiếc xe này khi mà chúng ta thao tác bảo dưỡng nó rất là dễ dàng nha. Nó dễ dàng hơn những cái dòng xe khác á, bởi vì cabin nó rộng. Đó, tháo lắp nó cũng dễ nữa. Đó, các bạn thấy bên mình đang tiến hành tháo rời cái lọc này ra ngoài để bên mình tiến hành thay thế nha. Và cái lọc dầu khi mà bên mình tháo ra thì các bạn có thể quan sát là dầu cũng tương đối là có cặn nha các bạn. Và như vậy thì nếu mà chúng ta không thay thế cái lọc dầu này định kỳ á, thì rất có thể các cái cặn này nó sẽ lên trên kim phun và nó gây tắc nghẹt kim phun nha. Đó các bạn có thể nhìn kỹ ở phía dưới đáy của cái cốc thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái hạt cặn trong dầu á. Đó, nó nằm ở dưới đấy, các bạn thấy rõ không? Và tiếp theo thì bên mình sẽ tiến hành tháo cái họng gió của nó ra, cũng như cái van EGR để bên mình tiến hành vệ sinh nha. Và cái chiếc xe này tuy rằng đã chạy trên 100.000 cây số nhưng mà các bạn có thể thấy cái họng gió của nó rất là sạch nha. Thì theo mình được biết á, là anh chủ xe anh xài cái nhớt này, cái nhớt Mobi One. Còn cụ thể cái thương hiệu và cái chỉ số nó nào thì mình không có rõ. Nhưng mà các bạn có thể quan sát cái chiếc xe này đã chạy trên 100.000 cây số rồi. Và thông thường những cái chiếc xe bên mình làm cũng là dòng Kia nhưng mà chạy trên 100.000 cây số thì cái họng gió nó rất là nhiều muội than và cặn bẩn. Tuy nhiên là cái chiếc xe này nó rất là sạch cho các bạn. Với cái tình trạng này thì bên mình chỉ cần vệ sinh sơ sơ là nó sẽ sạch rồi. Và cái thứ hai nữa, cái xe này nó sẽ không gặp lại cái tình trạng chạy bị yếu hoặc là khói đen nhiều ha. Đây các bạn có thể quan sát là cái họng gió của nó rất là sạch và cái EGR nó cũng tương đối là sạch nha mọi người. Đó. Và cái chiếc xe này thì khi mà tháo ráp nó cũng tương đối là dễ dàng ha. Đây các bạn hãy nhìn thấy cái họng gió của nó đây. Sạch không?
Các bạn nhìn thấy nó sạch chưa không? Đó, hầu như nó không có cái bùn nhớt nha. À, nó đã chạy 100.000 cây rồi, tuy nhiên là nó rất là sạch. Phải nói đây là một chiếc xe lần đầu tiên mà mình làm một chiếc xe mà chạy 100.000 cây số rồi. Tuy nhiên là cái lượng than, muội than nó bám vào các cái họng gió, các cái đường cổ nạp là hầu như là không đáng kể ha các bạn. Không đáng kể đâu. Đó, các bạn thấy nó rất là sạch luôn. Đây là một cái điều chứng tỏ rằng là khi mà các bạn xài những cái dòng nhớt phù hợp á thì nó sẽ tránh rất là nhiều cái tình trạng nhớt nó lên trên cái họng gió nha các bạn. À, nhớt nó đi qua cái lỗ thở và nó vào đường cái gió này, kết hợp với cái van ER nó đưa cái mùi than lên thì nó sẽ tạo ra các cái nhớt và các cái bùn nhớt bóng bám rất là đặc, dày đặc vào trong các cái ống gió này ha. Và đây là cái quá trình bên mình xịt sạch cái bộ lọc khí thải. Hồi nãy các bạn thấy nó rất là đen ha, nó bám bụi than rất là nhiều luôn. Thì bên mình sẽ sử dụng dung dịch D30 Voltronic để mình ngâm cái bộ lọc này, sau đó mình rửa sạch nó lại. À, và tất cả những cái họng gió và cái đường gió nạp là các khi mà các bạn vệ sinh á thì các bạn phải dùng gió khi nén này các bạn xịt sạch nha. Bởi vì cái gió này nó sẽ vào trong buồng, cái nếu mà nó có nước á thì nó sẽ vào trong buồng đốt và nó không tốt cho cái buồng đốt của các bạn nha. Một lượng ít thì không đáng kể, nhưng mà nếu mà các bạn không xịt sạch á, nước nó ra nhiều á thì khi mà nó vào trong buồng đốt là nó sẽ làm có thể là ảnh hưởng không tốt đến cái động cơ của bạn, làm động cơ bạn nó bị rung lắc. Và các bạn hãy nhìn cái bộ lọc khí thải này sau khi vệ sinh bằng D30, các bạn thấy nó sạch ghê không? Hồi nãy nó đen thui vậy đó mà bây giờ các bạn nhìn thấy không, cái lưới tà nong nó rất là sạch đó. Và đây cái công đoạn mà bên mình ráp cái két làm mát EGR nhé các bạn. Các bạn có thể thấy trên tay mình đây là cái két làm mát EGR, và các bạn nên bôi keo vào những cái đường nước của nó nhé. Thì vừa rồi á, mình có một anh khách hàng á, anh làm mang vào trong những cái xưởng sửa chữa lớn á, mà người ta quên, người ta không có chét keo á, thì dẫn đến là lúc mà người ta chỉ siết cái cổ dê á thì nước nó cứ dò rỉ ra. Nó dò không có nhiều đâu mà nó cứ gây ra cái hiện tượng hao nước cho xe. Nó không hao nhiều nhưng mà nó cứ mỗi lần một chạy vài ngày phải châm nước rất là khó chịu nha các bạn ha. Đó, nên là tất cả những cái đường ống nước làm mát mà đi vào cái két làm mát EGR thì các bạn nên bôi keo cho nó, để cho nó khi mình siết cổ dê vào nó không bị xì nước ra nha. Đó, các bạn thấy là bên mình đang tiến hành ráp lại cái đường gió nạp. Thì cái chiếc xe này thì cabin tương đối rộng rãi ha. Cabin nó còn phía sau nữa, nó chiếc 5 chỗ lận. Nên là cabin nó nằm phía sau nữa, nên là rất là rộng rãi, anh em mình làm rất là thoải mái ha. Do đó là cái quá trình làm nó sẽ nhanh hơn. Thì cái chiếc xe này vào bên mình trong vào từ lúc khoảng tầm 9 đến 10 giờ gì đó, 9 giờ hơn gần chưa tới 10 giờ. Thì sau đó bên mình kiểm tra và bên mình tiến hành vệ sinh hết. Thì sau xong xuôi hết quá trình làm chiếc xe này phải đến 5 giờ chiều mọi nha các bạn nha. Ha. Và sau đây là cái quá trình bên hình mình sẽ tiến hành xả gió. Sau khi chúng ta thay cái lọc dầu mới rồi, chúng ta sẽ tiến hành xả gió nha mọi người. À, thì đầu tiên các bạn muốn làm nhanh á thì các bạn hãy mở cái đường dầu mà nó lên cấp lên trên bơm của áp á. Các bạn bơm tay cho đến khi nào cái đường dầu đó nó xì cái dầu ra. Sau đó là các bạn tiến hành mở thêm cái ốc xả gió nữa các bạn. Xả gió thì nó quá trình bơm nó sẽ nhanh hơn thôi. Chứ còn thực tế thì chúng ta cứ mở cái ốc xả gió ra, chúng ta xả gió là được rồi. Đây các bạn thấy anh kỹ thuật viên bên mình đang mở cái đường ống dầu lên trên bơm co áp đó. Đó, các anh đang bơm lên nè các bạn thấy chưa. Bơm lên cho đến khi nào dầu nó trào ra cái đường này. Đó, sau đó anh xả gió ở con ốc. Điều này thì cũng không cần phải xả gió con ốc xả gió nữa. Thì đây là những người thợ hoại lai hay làm như vậy nha các bạn. À, các bạn thấy chưa? Thì ở nhà thì các bạn cũng không cần phải làm điều này. Các bạn cứ mở con ốc xả gió ra, các bạn xả gió là được rồi nha. Và đây là cái động cơ sau khi bên mình đã ráp hoàn thiện rồi. Bây giờ sẽ đến giai đoạn chuẩn bị giai đoạn nổ máy nha các bạn ha.
Rồi một khâu đoạn đó là các bạn ráp cái bô lên. Thì đối với một chiếc xe chạy 100.000 cây rồi thì các bạn nên làm vệ sinh sạch luôn cả cái bầu giảm thanh của chiếc xe này ha. Thì các bạn cũng tháo, một là tháo cái bầu catalytic của nó ra, hai là tháo thêm cái bầu giảm thanh này nữa, thì nó sẽ làm cho cái khi mà xe chúng ta đạp ga lớn nó sẽ không còn một miếng khói nào cả. Đó là cái cách để các bạn vệ sinh một cái chiếc xe sau từ 50 đến 70.000 cây ha. Với các cái công đoạn này thì mình đảm bảo các bạn là khi mà các bạn đạp ga lớn sẽ không còn một miếng khói nào được. Và sau đó là sẽ tiến hành nổ máy để châm thêm nước làm mát nha các bạn. Các bạn nhớ là phải châm nước làm mát cho nó thật là đầy vào. Vừa nổ máy vừa châm nước làm mát cho đến khi nào nó đầy mới được nha. Và như vậy thì mình mới bảo dưỡng hoàn thiện toàn bộ của một chiếc xe Kia 2 cầu, một chiếc xe Kia 4WD 5 chỗ ngồi. Đây là một cái chiếc xe khá mới bên mình. Tiện có video này thì bên mình quay lại cho các bạn cùng xem cái chiếc xe này bên trong nó như thế nào, nó có khác gì với những dòng xe khác hay không, và cái cách bảo dưỡng cái hệ thống van EGR, bộ lọc khí thải, rồi họng gió nó có khác biệt gì đó với cái dòng xe Kia khác không nhé các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.